biên bản. Một La Mã, đặc điểm của biên bản. Một nhỏ, đọc các văn bản sau đây. Văn bản 1. Trường Trung học Cơ sở Kết đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Biên bản sinh hoạt chi đội. Tuần 6, khai mạc lúc 10 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2005. Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D. Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà, liên đội trưởng. Chủ tọa: Lê Thành Sơn. Thư ký: Phan Thị Thùy Linh. Nội dung sinh hoạt: 1. Bạn Lê Thành Sơn thay mặt ban chỉ huy chi đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua. Về học tập, toàn chi đội học tập chăm chỉ. Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học môn tiếng Anh, môn địa lý. Về nề nếp, vệ sinh môi trường. Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tề. 2. Ý kiến của các bạn dự họp. Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiêm túc trong sinh hoạt, cần chăm chỉ học tập để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 3. Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà, biểu dương sự cố gắng của chi đội 9D, tán thành ý kiến tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 4. Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác đội tuần tới. Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào lúc 10:45. Góc bên trái, chủ tọa Lê Thành Sơn ký tên. Góc bên phải, thư ký Phan Thị Thùy Linh ký tên. Văn bản 2. Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, số 3.BB/TLTV/PT. Góc bên phải, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Căn cứ Điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002. Căn cứ quyết định biên bản số 3.ngày/3.tháng/3.năm/3. Do ông mở ngoặc, bà đóng ngoặc. 3. Chức vụ. 3. Ký về việc. 3. Hôm nay. Hồi. 3. Giờ. 3. Phút. Ngày. 3. Tháng. 3. Năm. 3. Tại. 3. Tôi. 3. Cấp bậc. 3. Chức vụ. 3. Đơn vị công tác. 3. Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ tang vật phương tiện vi phạm hành chính cho ông mở ngoặc, bà đóng ngoặc hoặc tổ chức. 3. Là. 3. Giấy tờ tang vật phương tiện, nơi cư trú hoặc địa chỉ. 3. Nghề nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động. 3. Giấy tờ tang vật phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm: cột gồm có 5 dòng. Dòng thứ nhất, thứ tự. Dòng thứ hai, tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Dòng thứ ba, số lượng. Dòng thứ tư, đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, số đăng ký nếu có, xuất xứ, tình trạng. Dòng thứ năm, ghi chú. Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Ông, bà hoặc tổ chức có tên trên đã nhận đủ số giấy tờ tang vật phương tiện vi phạm hành chính nêu trên. Biên bản lập xong hồi 3. Giờ 3. Phút cùng ngày đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây. Góc bên trái, người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký và ghi rõ họ tên. Góc bên phải, người lập biên bản ký và ghi rõ họ tên.
2. Trả lời câu hỏi. A. Biên bản ghi lại những sự việc gì, mục đích. B. Biên bản cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung và hình thức. C. Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế. 2. La mã: cách viết biên bản. Đọc lại các văn bản ở mục 1 La mã và trả lời các câu hỏi sau. 1. Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? Chú ý, các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau. 2. Phần nội dung biên bản gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những mục này trong biên bản. Tính chính xác cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào? 3. Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục ký tên dưới biên bản nói lên điều gì? 4. Lời văn của biên bản phải như thế nào? Ghi nhớ: biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Tùy theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản hội nghị, biên bản sự vụ. Biên bản gồm có các mục sau: phần mở đầu, phần thủ tục, quốc hiệu và tiêu ngữ đối với biên bản sự vụ hành chính, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ. Phần nội dung, diễn biến và kết quả của sự việc. Phần kết thúc, thời gian kết thúc, chữ ký và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo nếu có. Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác. Ba la mã luyện tập. 1. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau. A. Diễn biến và kết quả của đại hội chi đội hoặc chi đoàn. B. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy hiệu trưởng. C. Một vụ tai nạn giao thông. D. Nghiệm thu phòng thí nghiệm. E. Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan không xin phép cô giáo chủ nhiệm. 2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp, giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.